Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dần tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dần âm lịch cho thấy, sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi dần trong tháng có nhiều sao tốt chiếu mệnh này. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều bởi quan hệ lục hợp thái tuế. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cắt vận mà thôi. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách, song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại bên cạnh đó tháng này nguyện lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở ngăn cản bước tiến có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Các tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng, đây là một tháng cát lành, đại lợi với phương diện sự nghiệp của người tuổi dần. Công việc của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Tháng này, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng sông sáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp thái tuế, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cắt vận mà thôi. Cơ hội nhiều song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ. Lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại nhất là khi tháng này nguyện lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở ngăn cản bước tiến có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn khi nào cần nói khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp Thiên đức và chính quan xuất hiện sẽ giúp bạn xoay chuyển khó khăn, tháo gỡ bế tắc nhờ tài ứng biến linh hoạt, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân. Chỉ cần bạn có trách nhiệm và ý chí tiến thủ, đặt công việc lên hàng đầu, việc công trước, việc tư sau, không làm việc theo cảm hứng thì chắc chắn không lo tay trắng. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tài lộc Bước sang tháng 10 năm 2021 âm lịch tức tháng kỷ hợi năm tân sửu, tài lộc của tuổi dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp, người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tài về tay. Vận khí đang lên, hãy chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Tuy nhiên, người tuổi dần vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Theo phi tinh tháng, bát bạch chủ tài tinh xuất hiện ở phương chính tây. Nơi đây cần được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí đồ đạc gọn gàng, tránh để đồ đạc bừa bãi hay bẩn thỉu sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Nếu có vật nặng, gây tiếng ồn ào ở đó thì nên dịch chuyển sang vị trí khác, tránh việc cản trở tài khí vào nhà. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi dần nhờ lục hợp che trở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ, khoe sắc. Nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc. Bạn luôn biết cách vun vén gia đình, lại hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười ấm áp. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Người đang yêu đương thì lãng mạn, thấu hiểu cho nhau hơn, sự đồng điệu khiến hai người có thể giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực giải tỏa nỗi niềm. Đây có thể coi là giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu hai bạn nên hoàn toàn có thể tính tới chuyện trăm năm. Mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành. Người độc thân thì nhân duyên phơi phới, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Bạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm, các mối nhân duyên tốt đẹp hơn, chấm dứt kiếp FA đeo bám. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sức khỏe tình hình sức khỏe tuổi dần trong tháng kỷ hợi duy trì ở mức ổn định dù đôi khi công việc bận rộn áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân không để sức khỏe bị ảnh hưởng bên cạnh đó sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi uể oải làm việc thiếu tập trung nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện ngoài yếu tố dinh dưỡng con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện ở phương chính bắc nhắc nhở bạn nên sắp xếp dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ và gọn gàng ở khu vực này để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Canh dần, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, công việc diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Quý nhân, ngọ tỵ Tiểu nhân, thìn, mùi. Màu sắc may mắn, cam, xanh lá. 2. Nhâm dần, thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu khẩu quyết, đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc. Quý nhân, tị, hợi. Tiểu nhân, thân, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 3. Giáp dần, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, tài lộc có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Quý nhân, thân, mão. Tiểu nhân, tuất, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 4. Bính dần thuộc mệnh Hỏa, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc. Quý nhân Thìn Mùi. Tiểu nhân Tý Mão. Màu sắc may mắn đen tím. Năm Mậu dần thuộc mệnh Thổ, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết tình hình sức khỏe duy trì ở mức ổn định nên tăng cường luyện tập. Quý nhân Mão Ngọ. Tiểu nhân Thìn Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, hồng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi dần trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.